Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Góc nhìn khán giả của kênh VTC14 ngày hôm nay xin được bắt đầu với phần điểm những nội dung chính sẽ phát trong chương trình. Xe thang hỏng khi diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội, phản ánh của khán giả từ địa chỉ email nguyenlethanhvietnam@gmail.com. Đổ rác ngay dưới chân biển báo cấm, phản ánh của khán giả Bùi Thị Thanh Tâm, chủ nhân của số điện thoại 0167, 3 số cuối là 787, địa chỉ ở số 126A, ngõ 28 đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Cột điện dân sinh xuống cấp gây hoang mang cho người dân ở xóm Lộc Ninh, thôn Lộc Hạ, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Phản ánh của khán giả Bùi Văn Sinh có số điện thoại 0169, 3 số cuối là 057. Đi ngược chiều trên đường Lê Văn Lương kéo dài, gây mất an toàn giao thông. Phản ánh của khán giả Trần Xuân Cường có địa chỉ chi nhánh công ty Fimexco, phòng 602, tòa nhà 141, Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Chủ nhân của số điện thoại 0989, 3 số cuối là 223. Ngang nhiên lấn chiếm lòng đường làm nơi buôn bán, phản ánh của khán giả Phạm Ngọc Tân có số điện thoại 0975, 3 số cuối là 149. Đường xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân, phản ánh của khán giả Hồ Thành Tân ở thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, chủ nhân của số điện thoại 0982, 3 số cuối là 445. Gần 500 người tham gia vẽ tranh cổ động tại thành phố Hồ Chí Minh, phản ánh của khán giả Nguyễn Thị Thảo Duyên, chủ nhân của số điện thoại 0165, 3 số cuối là 620, là sinh viên trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2, số 75 Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây là nội dung chi tiết. Một sự cố đã xảy ra tại cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy ở tòa nhà Sun City tại Hà Nội vào chiều ngày hôm qua 29 tháng 11. Khi mà cuộc diễn tập gần kết thúc thì chiếc xe thang của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy của Hà Nội bị hư hỏng. Các chiến sĩ và cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải chờ cứu hộ. Phản ánh từ khán giả có địa chỉ email nguyenlethanhvietnam@gmail.com. Cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy diễn ra tại tòa nhà Sun City, địa chỉ ở số 13 đường Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội vào lúc 15 giờ 30 phút chiều qua. Mọi việc diễn ra bài bản, suôn sẻ cho đến khi chiếc thang này gặp sự cố. Xe không thể hạ xuống khiến các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải ngồi hàng giờ ở bên trên. Phản ánh với chương trình, khán giả này kể lại, ban đầu công tác triển khai diễn ra khá suôn sẻ, xe cứu hỏa, xe thang thao tác các tình huống khá tốt, nước được phụt lên trên điểm giả định cháy. Tuy nhiên khi gần kết thúc diễn tập thì xe thang bất ngờ gặp sự cố, không thể hạ thang xuống được. Hai chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải ngồi trên xe thang một thời gian dài và phải tìm cách trèo xuống. Đến hơn 17 giờ, xe thang vẫn chưa khắc phục được sự cố. Khán giả có địa chỉ email nguyenlethanhvietnam@gmail.com gửi clip cho chương trình và bày tỏ diễn tập phòng cháy là cần thiết, nhưng sự cố xảy ra trong khi diễn tập thì thật khó chấp nhận. Bởi diễn tập là khi người ta đã có sự chuẩn bị đầy đủ, nhưng thiết bị vẫn bị hư hỏng. Vậy nếu thực sự cháy xảy ra thì hậu quả sẽ ra sao? Vì vậy, theo anh Thanh, khi mà gần đây hàng loạt vụ cháy với hậu quả hết sức nghiêm trọng đã diễn ra khắp nơi trên cả nước, thì việc đầu tư sửa chữa những thiết bị phòng cháy và năng lực của cảnh sát phòng cháy chữa cháy là cần thiết. Người tràng an sạch nhà bẩn ngõ là cụm từ chỉ sự thiếu ý thức của một bộ phận không nhỏ người dân Hà Nội trong việc giữ gìn sự sạch sẽ, vệ sinh chung cho khu vực mình sinh sống.
Ở thủ đô, có những con người luôn đề cao sự sạch sẽ trong gia đình nhưng lại thản nhiên xả rác ra bên ngoài khu vực công cộng. Thế nên có những địa điểm dù để nhiều biển cấm đổ rác nhưng người ta vẫn thản nhiên xả rác ngay cạnh. Đây là nội dung phản ánh của khán giả Bùi Thị Thanh Tâm, chủ nhân của số điện thoại 0167 3 số cuối là 787, địa chỉ số 126A, ngõ 28, đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh này. Biển báo cấm đổ rác ngay lòng lề đường này được dựng lên cách đây rất lâu, nhưng có vẻ không nhiều người để ý đến sự hiện diện của nó. Rác sưởi vẫn thản nhiên được xả ra ngay dưới chân biển cấm. Nước thải từ việc phân hủy các loại rác thải hữu cơ tràn ra lòng đường, bốc mùi hôi thối, tạo điều kiện cho sự sinh sôi của ruồi nhặng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Phản ánh với chương trình, khán giả Bùi Thị Thanh Tâm cho biết, hình ảnh này được chị ghi lại tại một con ngõ nhỏ thuộc địa phận ngõ 28, tổ 44, đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Việc thản nhiên vứt rác ra đường khiến nước thải từ việc phân hủy các loại rác hữu cơ tràn ra lòng đường, bốc mùi hôi thối, tạo điều kiện cho sự sinh sôi của ruồi nhặng. Hiện tượng này xuất hiện từ tối ngày hôm trước đến tầm 14 giờ ngày hôm sau. Sở dĩ có điều này là do sau khi xây rác đến thu gom, người dân lại tiếp tục thải rác ra chỗ cũ, chờ cho đến khi có đợt thu rác tiếp theo vào chiều ngày hôm sau. Trước tình trạng trên, tổ 44 đã có thêm biển báo phạt hành chính với các cá nhân xả rác không đúng nơi quy định, nhưng dường như không có hiệu quả. Rác thải không đúng nơi quy định, bốc mùi khó chịu không chỉ gây ra không ít phiền toái cho những hộ dân sống xung quanh, mà người đi đường mà còn gây mất mỹ quan cho đường phố. Thông qua clip này, khán giả Thanh Tâm mong muốn người dân hãy tự nâng cao ý thức cá nhân của mình để góp phần giữ gìn đường xá luôn sạch đẹp. Thưa quý vị và các bạn, ở xóm Lộc Ninh, thôn Lộc Hạ, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, có cây cột điện nằm trước ngõ một nhà dân trong xóm. Dây điện chằng chịt cộng với cột điện ở đây đã bị xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của hộ dân khi đi qua cây cột điện này. Đây là phản ánh của khán giả Bùi Văn Sinh, chủ nhân của số điện thoại 0169 3 số cuối là 057 ở xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Sau đây mời các bạn cùng theo dõi. Đầu nó hay cây cột hà nó chạm bị đứt đầu mà mấy ông đem đó là chết. Hình ảnh được ghi lại ở một cây cột điện dân sinh tại xóm Lộc Minh, thôn Lộc Hạ, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Phần dưới chân tiếp xúc với đất của cột điện đã xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Và đặc biệt nhất là khi đứng gần thì nghe rất rõ có tiếng nứt sôi phía bên trong thân. Có lúc lại tràn ra nước màu trắng đục tại những nơi vết nứt. Để đảm bảo an toàn cho chính bản thân, những hộ dân sống xung quanh khu vực đã dùng vôi ghi lên thân cột điện dòng chữ "điện giật chết". Khối lượng gai bó thiệt nhiều ở dưới. Theo anh Bùi Văn Sinh thì hiện tượng này đã xuất hiện khá lâu, trong khi xóm Lộc Ninh là nơi thấp trũng nên bị nước cô lập, nước ngập luôn cả phần rạn nứt của cột điện. Nhiều lúc lại thấy ếch nhái hay cá chết xung quanh cột điện. Theo ý kiến của anh Sinh thì cột điện này rất có thể đã nhiễm điện, khiến các sinh vật như tôm cá, ếch nhái khi đến gần bị điện giật. Người dân cũng đã báo cáo với lực lượng chức năng về sự việc trên, tuy nhiên sau khi có cán bộ về kiểm tra, xong đâu rồi lại vào đấy. Và đến nay cây cột điện vẫn chưa được xử lý. Qua chương trình, anh Sinh mong muốn các cấp chính quyền sớm vào cuộc xử lý hiện tượng trên để người dân có thể yên tâm hơn khi sinh sống và để con em mình chơi gần khu vực này. Trong clip tiếp theo, mời quý vị cùng theo dõi hình ảnh của khán giả Trần Xuân Cường có địa chỉ chi nhánh công ty Fimexco, phòng 602, tòa nhà 141, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Chủ nhân của số điện thoại 0989 3 số cuối là 223. Anh Cường phản ánh về tình trạng đi ngược chiều trên đường Lê Văn Lương kéo dài ở Hà Nội gây mất an toàn giao thông. Là một trong những con đường mới hoàn thành và đưa vào sử dụng ở thủ đô Hà Nội trong những năm gần đây, đường Lê Văn Lương được coi là một trong những con đường đẹp và thông thoáng.
Tuy nhiên, nhiều người tham gia giao thông thản nhiên đi ngược chiều trên con đường này. Đây là nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân và gây mất trật tự trên đường. Phản ánh với chương trình, khán giả Trần Xuân Cường cho biết, hình ảnh trên được anh ghi lại trên đường Lê Văn Lương kéo dài, đoạn gần Đại học Thành Tây, thuộc xã Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đây là địa điểm có rất nhiều người tham gia giao thông đi ngược chiều, hầu như giờ nào cũng có người vi phạm luật giao thông như vậy. Đặc biệt là vào những giờ cao điểm buổi sáng hoặc buổi chiều, lượng người vi phạm nhiều hơn. Trong khung giờ này, học sinh, sinh viên và những người dân đi làm ở các cơ quan đơn vị trên địa bàn với tâm lý đường càng gần càng tốt nên đã cố tình vi phạm luật giao thông. Trong khi đó, những người đi ngược chiều còn cố tình chen lấn cả vào làn đường dành cho ô tô với tốc độ cao, gây nguy hiểm cho tính mạng của chính họ. Gửi clip cho chương trình, anh Cường mong muốn các cơ quan chức năng phải có biện pháp xử lý kịp thời, ngăn chặn tình trạng tham gia giao thông mất an toàn như trên, đồng thời mong muốn người dân nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông vì bản thân cũng như cộng đồng. Từ nhiều tháng nay, trên quốc lộ 32, đoạn chạy qua thị trấn Cầu Diễn, xuất hiện nhiều xe hàng rong ngang nhiên chiếm dụng lòng đường, làm nơi buôn bán, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông và gây mất mỹ quan đô thị. Phản ánh của khán giả Phạm Ngọc Tân có số điện thoại 0975 3 số cuối là 149. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đoạn đường 32 cạnh Nghĩa Trang Mai Dịch, chưa đầy 200 mét, nhưng có tới gần chục các xe ô tô tải, chứa đầy các loại chăn, gà, gối đệm. Không chỉ ngang nhiên đứng dưới lòng đường, các chủ quán ở đây còn vô tư bày cả hàng hóa ra đường để bán. Những hành khách vô tư đỗ xe ngay dưới lòng đường, chọn mua hàng. Hình ảnh này gây không ít bức xúc cho người đi đường. Khán giả Phạm Ngọc Tân cho biết, những chiếc xe ô tô này thường hoạt động vào chập choạng tối khi vắng bóng lực lượng chức năng. Dù ngay trên đoạn đường này là Ủy ban Nhân dân Công an thị trấn Cầu Diễn, nhưng việc bày bán hoa quả, hàng hóa vẫn diễn ra công khai. Gửi clip cho chương trình, anh Tân mong muốn các lực lượng chức năng sớm có biện pháp cải thiện tình hình, xử lý quyết liệt những hàng quán bày bán ra lòng đường như trên, trả lại sự trật tự cho đô thị và an toàn cho người tham gia giao thông. Giao thông đi lại quá khó khăn, đường lầy lội sụt lún, trơn trượt, khiến tai nạn thường xuyên xảy ra là tình trạng đang diễn ra tại con đường nội thị ở khối 9, thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Mời quý vị cùng theo dõi hình ảnh từ khán giả Hồ Thành Tân ở thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, có số điện thoại 0982 3 số cuối là 445 để hiểu rõ hơn về tình trạng này. Clip này được ghi lại hình ảnh con đường nội thị ở khối 9, thị trấn Tây Sơn, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Để điều khiển được phương tiện đi trên đường, người tham gia giao thông phải chịu không ít khổ sở.
nhiều người không còn cách nào khác, đành phải dắt phương tiện trên một đoạn đường không hề ngắn. Phản ánh với chương trình, khán giả Hồ Thanh Tân cho biết, con đường trên dài hơn 1 km đã được dự án khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo khởi công từ đầu năm 2011. Dù nhân dân địa phương hai bên đường hiến đất, chặt cây cối, đập tường rào mà không có một khoản đền bù nào, nhưng đến nay con đường vẫn chưa được hoàn thành. Việc đi lại của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Trời nắng thì bụi, trời mưa thì như ruộng, chỉ có xe máy gầm cao mới len lỏi qua được. Trong khi đó, theo anh Tân, điều đáng nói ở đây là trước khi chưa có dự án, con đường này là đường bê tông nhỏ, đường liên thôn do nhà nước và nhân dân cùng làm. Nhưng khi có dự án này thì nó đã bị xe máy móc dày xéo và đất đá đổ chùm lên trên. Từ một con đường bê tông khang trang, nay đường trở nên lầy lội, hư hỏng nặng. Gửi clip cho chương trình, anh Hồ Thanh Tân mong muốn các cơ quan chức năng sớm có biện pháp giải quyết tình trạng trên, trả lại con đường thuận lợi cho nhân dân đi lại. Thưa quý vị, về vấn đề này, chương trình sẽ gửi công văn tới địa phương và thông tin tới quý vị khán giả trong các bản tin tiếp theo. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Vào lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay 30 tháng 11, hội thi vẽ tranh cổ động với chủ đề Phụ nữ quận 3 nuôi dạy con tốt đã được tổ chức tại trường Trung học cơ sở Trương Quyền số 946 Trường Sa, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự chương trình có khoảng 500 người, bao gồm các cán bộ giáo viên, học sinh trung học cơ sở, học sinh tiểu học và mầm non. Đây là clip phản ánh của khán giả Nguyễn Thị Thảo Duyên, chủ nhân của số điện thoại 0165 3 số cuối là 620, là sinh viên trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2, số 75 Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh này. Những hình ảnh tại cuộc thi vẽ tranh cổ động với chủ đề Phụ nữ quận 3 nuôi dạy con tốt diễn ra sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh. Cuộc thi mang lại ý nghĩa lớn với cộng đồng, tác động đến tâm lý của người dân, hướng tới các đối tượng đặc biệt trong xã hội, trong đó có các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Phản ánh với chương trình, khán giả Thảo Duyên cho biết, ở cuộc thi trên, các thí sinh vẽ tranh trong thời gian 120 phút xoay quanh nội dung cổ động phong trào nuôi dạy trẻ em phát triển tốt, ca ngợi phẩm chất người phụ nữ là người mẹ, người bà trong gia đình, tuyên truyền cộng đồng xã hội cùng chung tay giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đây là cuộc thi nằm trong đề án 343-704 của Chính phủ do Ủy ban Nhân dân quận 3 tổ chức. Thưa quý vị, còn bây giờ như thường lệ, phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip tiêu biểu đã phát trong chương trình ngày hôm nay. Xe thang hỏng khi diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Hà Nội. Mọi việc diễn ra bài bản, suôn sẻ cho đến khi chiếc thang này gặp sự cố. Xe không thể hạ xuống khiến các chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy phải ngồi hàng giờ bên trên. Phản ánh của khán giả từ địa chỉ email
Nguyễn Lê Thanh Việt Nam @gmail.com. Biển báo cấm đổ rác ngay lòng lề đường này được dựng lên cách đây rất lâu, nhưng có vẻ không nhiều người để ý đến sự hiện diện của nó. Rác rưởi vẫn thản nhiên được xả ra ngay dưới chân biển cấm. Phản ánh của khán giả Bùi Thị Thanh Tâm, địa chỉ ở số 126A, ngõ 28, đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ở xóm Lộc Ninh, thôn Lộc Hạ, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, cây cột điện do điện gây nguy hiểm cho người dân sống ở khu vực này. Phản ánh của khán giả Bùi Văn Sinh với số điện thoại 0169 và 3 số cuối là 057. Đi ngược chiều trên đường Lê Văn Lương kéo dài, đây là nguy cơ tiềm ẩn gây tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân và gây mất trật tự trên đường. Phản ánh của khán giả Trần Xuân Cường có địa chỉ chi nhánh công ty Fimeco, phòng 602, tòa nhà 141 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, chủ nhân của số điện thoại 0989 và 3 số cuối là 223. Quốc lộ 32 đoạn Cầu Diễn là một cửa ngõ ra vào thủ đô, lượng người đi đường nhiều. Việc người dân ngang nhiên chiếm lòng đường làm chợ không chỉ gây mất cảnh quan đô thị mà còn ảnh hưởng lớn đến trật tự giao thông trên tuyến đường. Phản ánh của khán giả Phạm Ngọc Tân có số điện thoại 0975 và 3 số cuối là 149. Đường xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến giao thông đi lại của người dân. Để điều khiển được phương tiện đi trên đường, người tham gia giao thông phải chịu không ít khổ sở. Nhiều người không còn cách nào khác là phải dắt phương tiện đi trên một đoạn đường không hề ngắn. Phản ánh của khán giả Hồ Thanh Tân ở thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Số điện thoại 0982, 3 số cuối là 445. Gần 500 người tham gia vẽ tranh cổ động tại thành phố Hồ Chí Minh, thu hút được hàng trăm người tham gia. Cuộc thi mang lại ý nghĩa lớn với cộng đồng, tác động đến tâm lý của người dân, hướng tới các đối tượng đặc biệt trong xã hội, trong đó có các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Phản ánh của khán giả Nguyễn Thị Thảo Duyên là sinh viên trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2, số 75 Trần Nhân Tôn, phường 9, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh, clip đáng chú ý, quý vị khán giả hãy gửi ngay về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình Góc nhìn khán giả kênh VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC, số 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hay email đến địa chỉ góc nhìn khán giả @vtc.vn. Hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến đường dây nóng 0904881414. Khi gửi hình ảnh, clip chia sẻ về cho chương trình, quý vị khán giả hãy ghi thật rõ tên họ thật cùng địa chỉ, số điện thoại để ban biên tập tiện liên lạc sau khi phát sóng. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.